nhớ mẹ chồng với nhớ chồng, nhớ tới gương nước mắt nữa. Này lần thứ hai cô Hà khóc con thấy. Lần thứ hai cô Hà khóc Dạ, con Khải mến thấy. chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Duyên Khải nha. Dạ, hôm nay Khải đứng tại đây là nhà của cô Hà, là cô chú anh chị. Hôm nay là Khải đến thăm lại cái cô Hà, xem cô Hà coi mấy ngày nay sống như thế nào. Là cô Hà là cô là ăn ngủ chung với xác con gà chết đó cô chú anh chị. À, là mà là thời gian nay là Khải thường xuyên quay cô để đưa lên chia sẻ cho cô chú anh chị xem á. Dạ đây là xin mời cô chú anh chị vào xem nha. Con nghe nói con cô còn con gà nữa không? Còn con nghe nói là cô còn giấu một con nữa đó, con tính lấy con đó luôn á. Lấy trả 1 triệu hết cô ha. Bây giờ cô biết con gà trước của cô là ai lấy không? Tới giờ cô biết chưa? Đâu Sao mà lấy của người ta làm chi vậy trời? cô chỉ thưa ai lấy Con biết người lấy rồi đó, con biết người lấy con gà của cô rồi. à? Sao mà Cậu lấy của người ta? lấy đâu vậy nhà? Cậu đâu lấy đâu vậy? Hả? Cậu lấy đâu đâu vậy? Con có lấy đâu? Lấy làm chi vậy trời? Của người ta mà lấy làm chi vậy? Có Sống một mình thì buồn giống như bị chết vậy đó. Trời ơi. Tù Tu Tù có tu không, cô có tu không? Ừ. Đây là cô chú anh chị thấy cô Hà thấy rất vui vẻ lại rồi, thấy chưa, nó rất vui rồi đó, Cô Hà thay đổi rất là cũng ngoạn mục, thay đổi 180 độ luôn. Ngày đáng trước vô là cô đâu cho vô đâu. đáng mừng là cô Hà là được Tù vậy. Đây nè cô, nước nôi nè, có sẵn chưa nè. Con ăn cơm chưa, có gà mên cơm rồi đó ha. Ăn cơm xong cái gì đó phải không? Nó gà mên cơm con xong để dưới kia. Nè, dọn nước mốt dọn đồ đạc lại chút nữa nha. Nha. Dọn nha là. Bây giờ cô còn dọn nhà, tạm thời nhà đã hết sạch rồi. Bây giờ đổi cái áo phác, cái thứ nhất, cái thứ hai là bỏ cái khăn luôn. Có mấy cái đó nữa là hàng tuần là mấy anh em sẽ chở cô, rước cô đi thăm chị Châu với lại bà nội chị Châu, là hàng tuần mấy anh em đưa rước cô Hà đi thăm luôn. Bữa nào dạ, nhưng mà nhưng mà cô Hà phải hứa, bữa nào nghe, bữa nào cũng được bữa nha, nào. Nhưng mà cô Hà phải hứa là dọn dẹp sạch sẽ, tắm rửa rồi bỏ cái khăn như mình đi tới nhà của bà nội á, với chị Châu á, tới nhà con cái mình đi cho nó gọn gàng á. Nhưng mình đừng có đội khăn, nhiều khi đội khăn con nó thấy nó buồn. Trời ơi. Gà má nhưng nó giật khăn con đó, trời hồi đi con cháu cũng không có đạo, họ nó kêu nó cái gì nó có đạo, còn nhỏ họ nó còn đạo, không những nó thôi 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 được. Bà có nói chuyện về cô nó không? Cô của nó, bà có Cô nói. của là bánh là cái một Covid này không là cũng có nhắc tới nữa, Có gặp tiền gì không? không có gửi tiền gì hết trơn á, tại mùa Covid này là bánh làm ăn không có được gì hết trơn á cô, rồi cho nên là từ Tết giờ cũng không có gửi tiền về cho bà nội nữa. Đó. Thành thử có nên là con Châu làm nuôi nội rồi nó cũng hơi khó khăn vậy đó. Chứ ngày bà nội nói thì nói vậy đó, không có gửi gì cho nó. Rồi bà Vậy đi nội làm nói là nhớ nhớ cô nhiều lắm đó. Rồi là muốn vô thăm cô dữ lắm luôn mà, nhưng mà do trời, ba không già tỉnh là bệnh bà nội đi rồi, á. Rồi bà nội nó nữa. bà nội là yêu cầu mà chống gậy được bà cũng đi nữa đó. Trời ơi. Nó nói vậy đó. Bà nội của bà nội có gì Châu thương cô Hà. Thương dữ lắm luôn á, nhắc cô Hà hoài luôn, mà cũng có kêu cô Hà về đây về ngoại ở nữa, có kêu cô Hà về ngoại ở nữa phải không cô? Đó, để cho anh Châu, cho em Châu để dễ bề chăm sóc cô với nội luôn đó, nó vậy đó. Bây giờ là mai mốt là bà nội vô, giờ cô với con bữa nào dọn sạch sạch lại cái này nha, có gì Ừ, mình để tiếp khách tới đây luôn. Để đây được rồi mà. Để Ví dụ giờ được con rồi, được thôi rồi. thôi đừng quá ra đây,
con cái vô rồi bà nội vô nữa rồi mình tiếp khách ở bà, đây luôn. Bà đâu, bà có là tới bà là chị chứ phải không? Lại nhà, con mới mời lại nhà đúng không chứ? Con vô bà ở ngay Việt Nam thì dỗ bà ở cho nó ngủ đi ngoài con trâu. Nó ấm. Con trâu nó cũng do nhà gì hai không à. Người Tết ngồi anh chị nó về đó. Dạ. Ở đêm đó mà trâu với bà nội nó ở lên đêm mà thôi lại nhà mợ nó đẳng á, bà mợ dạ. Đó lại mợ nhà đó mợ. Bây giờ còn hỏi thiệt cô này nha. Sao? Bây giờ bà nội xuống cô lại ôm bà nội một cái không? Thôi, nha. Dịu không? Dịu nha. Nói ôm mẹ chồng cái ôm được mẹ chồng cái mới được. Lâu lâu gặp mẹ chồng mà. Tỏ tình thương nghe cô ha. Ừ. Vậy đi. Rồi cô dọn dọn này là bà nội thế nào cũng lại đây chứ không có không lại đâu. Lại thăm cô mà đâu có đi chỗ nào được nữa. Phải lại chỗ này á. Tôi chẳng. Ở nhà không chứ. Thôi, nó thiệt chào. Không có đâu nghe. Có phiền không chứ đâu có gì đâu. Phiền cô, chào phiền cô không. Thôi. À mà bây giờ cô nói gì với Châu với bà nội một tiếng à. Châu trước đi. Nó nói gì? Không nói. Bây giờ nói lại lần nếp sao mà. Thôi bây giờ là vậy là nói với bà nội đi. Bà nội giờ bệnh chứ muốn nhớ cô lắm. Giờ cô nói sao? Trả lời xem sao? Hả? Nói mẹ ơi, mẹ đi. Gọi bà cô khóc nữa gì ta? Trời ơi. Ôi con. Giật đây. Trời đất ơi. Con với lại mẹ chồng thì không hà khóc. Nhắc trời ơi coi quá cháu tụi sao nói nhiều. Trời đất ơi. Nhắc tới là gì cô khóc. Ôi, nhớ con cô Hà nhớ con. Không. Nhớ hai người. Nhớ mẹ chồng với nhớ chầu. Nhắc tới gương nước mắt nữa. Này lần thứ hai cô Hà khóc con thấy. Lần thứ hai cô Hà khóc không, con nhớ thấy. Mình khóc chứ gì đâu mà ngại. Cái đó là cái bình thường cô ơi. Tại vì... là chị không? Cho chị mình nhớ nghe. Con. Lên chứ chút xíu là con cũng lên chảnh cho anh chút. Chị coi chuyện. Dạ. Đây lần thứ hai là cô Hà rơi nước mắt. Thương cô quá. Mình nhớ con mình khóc bình thường. Nghe cô á. Không mà vô lên nhà gặp Châu thấy thương lắm cô. Châu nói chuyện là cũng hòa đồng lắm. Nó chuyện hòa đồng lắm cô ơi. Nó cái thấy thương lắm mà nó cũng không có sửa sạn như người ta đâu ha. Cũng bình thường lắm á, bình dân á. Bình dân lắm. Nó cũng nhớ cô nhiều lắm á, mà do công việc với thứ hai nữa là không có tiền bạc gì đó thành thử cũng khó cho em á, tội nghiệp nó cho em đó. Bà nội bệnh hoài luôn. Cái lương có mấy triệu bạc mà nuôi nội bệnh nó cũng hết rồi, công việc làm không được nữa. Giờ thăm mình đến này thăm cô Hà tí cô chú anh chị như thế đó. Giờ thấy cô Hà là cũng có cái thay đổi rất nhiều, là vui vẻ trở lại là tiếp chuyện với con cháu, là thấy là coi như là trong cái tâm chứ là phấn khởi lắm á, vui vẻ nữa. Rồi chỗ cũng gọn gàng lại hơn xưa nữa cô chú anh chị. Thấy là bản thân Khải thì thấy cũng rất là đáng mừng. Dạ, video Khải cũng đến đây kết thúc nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Và mến chào, hẹn gặp lại ạ.